Chiếc này là của Nhật, thương hiệu Seiko. Cót vạt ở dưới này. Ở đây là cót, cót giờ vặn đây nè. Còn đây là cái chốt để mình vặn giờ báo thức. Chiếc này còn mới lắm, cái vỏ bằng nhựa mà đẹp ơi là đẹp luôn á, màu sắc tươi lắm. Đây là màu đỏ may mắn nè. Chiều cao 30 cm, ngang 15,5 cm, các họa tiết nổi, kính mo số nổi luôn, số là mã nổi. Vâng, chiếc này đẹp quá chừng luôn á, y như là bowler của Đức, của Thụy Sĩ vậy á. Cót nhạc có chuông báo thức nha mấy bác, đẹp lắm. Khi nào mình không muốn nghe nhạc chuông nữa thì mình kéo qua cái nút stop này. Đây là những cái vách đó để cho âm thanh nó thoát ra này. Đó, những cái lỗ cho âm thanh nó thoát ra. Cái màn đó vẫn còn rất là đẹp, còn mới á. Chiếc này là em bán giá là 1,5 triệu, các bác nhanh tay chốt ha. Cái kim này và những cái chấm này nè, là buổi tối nó phát sáng, nó dạ quang á, trong bóng tối mình cũng nhìn được.